Chiều nay, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Đình Cán đồng chủ trì hội nghị ký kết chương trình phối hợp năm 2024. Tham gia hội nghị có lãnh đạo các sở ngành liên quan. Qua một năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành tỉnh, nhận thức trách nhiệm của các cơ quan đơn vị được nâng cao, đặc biệt là mối quan hệ phối hợp trong công tác được tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền. Qua đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức hành động của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út nhấn mạnh, năm nay là năm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2024 và cả nhiệm kỳ, do đó việc tăng cường công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị, sau khi ký kết tuyên truyền, Ban Tuyên giáo các sở ngành kịp thời phản ánh cho Ủy ban nhân dân tỉnh nắm bắt, giải quyết, nhất là những vấn đề bức xúc của người dân. Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh ký kết chương trình phối hợp năm 2024. Tiếp đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã ký kết phối hợp với các sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế trong công tác tham mưu thông tin tuyên truyền trên các lĩnh vực do các sở này quản lý.